Napoleon giả vờ tạo đối thủ. Có thể nói Napoleon là một thiên tài quân sự. Chiến thuật đánh du kích của ông luôn khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Sau đây xin hãy xem một câu chuyện viết về Napoleon. Một hôm, các bậc nhân sĩ nổi tiếng nước Pháp đã tập trung tại tòa thị chính Paris, lớn tiếng bàn luận về những sự việc kỳ lạ trong xã hội thượng lưu. Là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới quân sự, Napoleon hết sức sôi nổi. Từng hành động, từng lời nói của ông ta đều được các thân sĩ, các thần nữ vô cùng quan tâm. Bỗng nhiên Napoleon giơ ly rượu xông banh lên, hướng về các vị khách quý, hỏi đầy thâm ý. Hiện nay, Pháp đang đánh với liên quân Nga Áo. Các vị thử đoán xem, ai là viên tướng dũng mãnh, đa mưu túc trí nhất trong quân đội nước Áo? Kẻ nào sẽ là địch thủ mạnh nhất của nước ta? Vị nào nói đúng, tôi xin chịu phạt hết cốc xông banh này. Mọi người suy đoán một lúc, xong chẳng ai đoán đúng. Cuối cùng Napoleon mỉm cười nói, để tôi nói cho các vị biết, người đó là Poropela, tướng lĩnh quân đội Áo. Ông ta có thể được xem là một thiên tài quân sự, văn võ thao lược. Chỉ có ông ta mới xứng là đối thủ của chúng ta. Mặc dù các vị không nói đúng tên người đó, song tôi vẫn thích uống ly sâm panh này. Những lời nói trong buổi tiệc rất nhanh chóng được gián điệp báo cáo với hoàng đế nước Áo. Vua nước Áo rất vui mừng, trong lòng ngầm đoán, nếu chẳng phải là lời nói mà tay Napoleon đó buộc miệng nói ra, chú uống rượu, thì e rằng ta đã mai một đi một tướng lĩnh thiên tài, nhất định phải trọng dụng tướng quân Poropela mới được. Trong cuộc chiến tranh Pháp Áo sau này, Poropela, vị tướng đảm nhiệm trọng trách cùng toàn bộ quân tinh nhuệ nước Áo do ông cầm đầu, đã trở thành tù binh của Napoleon. Poropela đã vô cùng ủ ê, thất vọng hỏi Napoleon, không biết ai đã bảo với hoàng đế của chúng tôi trọng dụng tôi, nếu không tôi đâu có trở thành tù binh của tướng quân. Napoleon mỉm cười trả lời, người đó là tôi, Poropela, thực ra anh đâu có xứng là đối thủ của Napoleon ta. Mặc dù anh bất tài, song kẻ bất tài hơn chính là vua của các anh. Tôi cố ý ngợi ca anh, ông ta lại gửi gắm toàn bộ hy vọng vào anh. Hoàng đế của các anh quả là ngu dốt chẳng ai bằng.